bay test flycam Z5 cho anh gì nhỉ? Anh Trung. Một động cơ không quay. Con của một động cơ của anh bị hỏng nhá. Thì anh kia sẽ thay cho anh một cái động cơ mới rồi. Thì bay hoàn toàn ok rồi anh nhá. Ok. Xoay trái, quay trái quay phải em. Đấy, quay phải ok. Máy của anh bay ổn định rồi nha anh nhá. Nó chỉ bị hỏng động cơ, bọn em đã thay động cơ mới cho anh thôi. Ok. Máy anh ok rồi nhá.